đòi kiện cáo đứng tên chung căn nhà của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cùng Hồng Loan. Nay mẹ con Hồng Phượng phải dọn đồ ra khỏi nhà. Mặc dân tình hò reo ủng hộ Hồng Loan, mẹ con Hồng Phượng vẫn ra đi đầy kiêu hãnh. Lập tức lên clip phản hồi không có chuyện rời khỏi căn nhà, chỉ là lấy một số đồ dùng cần thiết. Còn yêu sách đòi chia thêm di sản thừa kế. Hồng Loan được cho là chiến thắng trong cuộc tranh chấp nhưng không tránh khỏi lời dè bỉu của dân mạng. Vụ tranh chấp tài sản của gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đến nay vẫn chưa dứt. Mặc dù ông Hoàng cải lương Hồ Quảng đã ra đi được hơn nửa năm, song người thân của ông là Hồng Loan và mẹ con Hồng Phượng vẫn không ngừng kiện tụng lẫn nhau. Trước đó, Hồng Loan đã tiến hành thừa kế căn nhà ở quận Phú Nhuận theo như di chúc của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để lại. Tuy nhiên, phía mẹ con Hồng Phượng đã không chấp nhận, liền lên tiếng phản đối việc Hồng Loan thừa kế ngôi nhà. Sau khi tranh chấp xảy ra, Hồng Loan đã mời mẹ con Hồng Phượng ra khỏi nhà. Được biết trước đó, mẹ con Hồng Phượng được nghệ sĩ Vũ Linh giữ lại ở chung do thời điểm dịch bệnh khó khăn, muốn gia đình đoàn tụ bên nhau. Một số thông tin cho biết, sau khi nghệ sĩ Vũ Linh ra đi, Hồng Loan chưa từng có ý muốn đuổi mẹ con Hồng Phượng ra khỏi nhà, nhưng do xảy ra tranh chấp mới dẫn đến cớ sự như vậy. Phía mẹ con Hồng Phượng không còn được ở lại căn nhà quận Phú Nhuận, liền lên tiếng cho biết giờ hai mẹ con trở thành người vô gia cư, đồng thời tiến hành khởi kiện, muốn hủy bỏ quyền thừa kế của Hồng Loan. Sau nhiều tháng tranh chấp, đến nay Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã tiến hành xem xét, thẩm định lại căn nhà theo yêu cầu của bị đơn là Hồng Loan. Phía con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh yêu cầu mẹ con Hồng Phượng phải di rời toàn bộ tài sản ra khỏi căn nhà quận Phú Nhuận. Sau khi tiến hành thẩm định, phía mẹ con Hồng Phượng đã phải mang một số đồ đạc cá nhân ra khỏi căn nhà. Một số đồ đạc còn lại, tòa án đã kiểm tra, niêm phong, lập biên bản dưới sự chứng kiến của các bên. Khung cảnh mẹ con Hồng Phượng di rời đồ đạc được nhiều người chứng kiến, trong đó có các TikToker và YouTuber tới theo dõi. Rất nhiều tiếng hò reo cho thấy họ ủng hộ Hồng Loan khi mẹ con Hồng Phượng phải di rời đồ đạc ra khỏi nhà. Mặc dù vậy, phía mẹ con Hồng Phượng vẫn ra đi trong kiêu hãnh. Mẹ của Hồng Phượng còn vẫy chào trước khi lên xe, bản thân cô cũng cúi chào khán giả, tươi tắn cầm đồ đạc lên xe rời khỏi căn nhà quận Phú Nhuận. Sở dĩ mọi người lại ủng hộ Hồng Loan, đó là bởi căn nhà này đã sang tên cho cô theo như quyền thừa kế. Họ tin rằng con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã chiến thắng, nhưng thực tế mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc. Tuy nhiên, một số cư dân mạng ủng hộ mẹ con Hồng Phượng lại cho rằng Hồng Loan cũng tâm cơ không kém. Được biết, sau khi di rời đồ đạc, mẹ con Hồng Phượng nhanh chóng lên clip, cho biết họ chỉ là mang một số đồ dùng cần thiết đi thôi, chứ không phải rời khỏi căn nhà. Hồng Phượng cũng chia sẻ rằng mẹ của cô vẫn có tâm trạng rất ổn định, không hề ảnh hưởng gì tới sức khỏe. Bên cạnh đó, mẹ của Hồng Phượng cũng đã bổ sung thêm các yêu cầu khởi kiện, trong đó muốn chia di sản thừa kế của nghệ sĩ Vũ Linh là căn nhà ở quận Phú Nhuận cho bà và ông Võ Thành Nhiêu, tức em trai của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Trong đó, bà Nhung yêu cầu được hưởng 1/2, tạm ước tính giá trị là 2,5 tỷ đồng. Về phía ông Võ Thành Nhiêu, người bất ngờ được đề nghị hưởng di sản thừa kế của nghệ sĩ Vũ Linh vẫn giữ im lặng và chưa có ý kiến gì về vấn đề này.